rồi. Mời bạn nữ. Rồi, mời chị ạ. Mời anh giới thiệu về mình. Vâng, xin chào anh Quỳnh Ninh, xin chào chị Cát Tường và xin chào tất cả quý vị khán giả và bạn nữ bên kia. Tôi là Đào Trọng Xuyên, năm nay 46 tuổi, quê hương là ở tại Phú Xuyên, Hà Nội. Quê hương thứ hai của tôi là trên Bình Phước. Anh làm công việc gì anh Xuyên? Dạ, em làm cao su vườn điều. Rồi, mời chị gái giới thiệu ạ. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, em chào anh chị Cát Tường và em chào quý vị khán giả. Chào anh Nam bên kia, em tên là Nguyễn Thị Kim Liên. Hôm nay em 42 tuổi, em sinh sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Quê gốc của em là Quan Họ, Bắc Ninh. Chị đang làm công việc gì? Em dạy học. Anh cũng có ông chú ruột ở ngay ở thị xã Bắc Ninh. Em vào đây từ năm 90 cơ, từ năm em học lớp 9. Anh ở Bình Phước là ở đâu anh? Sống sinh hoạt Bù Nam, Bù Đăng, Bình Phước. Bạn gái là bạn sống ở huyện nào? Em ở ngay ngã tư Amata anh ạ. À rồi, từ đó lên Bình Phước đi lên tới Bù Đăng thì nó cũng... khoảng 100 mấy chục cây, một khoảng đường cũng xa. Những cái ưu điểm như cái khuyết điểm của mình ạ? Ưu điểm thì em sống hòa đồng, vui vẻ, rồi hay quan tâm giúp đỡ người khác. Em quan tâm quá, nhiều khi nhiều người cũng hay bực mình. Thấy phiền không? Rồi còn những cái nhược điểm của mình? Em hay tin vào người khác. Có khi nào cái tin đó mà tôi đã bị tin mình, này, mình bị lừa? Vâng, sau em mới đúc kết là sống hãy yêu mọi người nhưng chỉ tin vài người và đừng xúc phạm đến ai. Ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì cũng hòa đồng, hay giao lưu tất cả các cái phong trào hoạt động. Như em đây thì em cũng hay đi chơi phong trào của cái hội đồng niên quý sửu. Khuyết điểm anh là gì? Cái khuyết điểm của em thì là cũng nhát, tật là kỹ tính quá. Anh có mấy mối tình rồi? Em đã có một đời vợ. À. Và 36 tuổi thì em mới lập gia đình. Anh chị lấy nhau bao lâu? Em lấy nhau được 3 năm, được có một cháu nữa. Lớn chưa anh? Cháu được 9 tuổi. Quen nhau được có một năm thôi, lúc đó là cũng là cái tình thương nhiều chứ không phải là tình yêu. Hiện tại là con trai anh ở với anh hay là dạ, ở con trai là đang ở với em. Dạ, mình còn liên lạc với chị nhà không anh? Dạ không ạ, cô đã có chồng rồi, nghĩa là ly dị là cũng 4 năm nay rồi. Khi mà chị nghe hoàn cảnh anh vậy thì chị cảm nhận như thế nào? Em cũng một lần cũng ly hôn một lần rồi. Chị có cháu nào chưa? Em có một cháu học lớp 11 rồi. À, trai cháu trai ạ. Cũng cháu trai luôn là đang ở với em. Thế là mình chia tay được bao lâu rồi? Là cũng được 5 năm rồi, em sống được 13 năm. Trước em dạy huyện Vĩnh Cửu xa, xong rồi anh cứ bắt sinh đứa nữa, rồi anh chẳng chịu làm việc nhà. Anh thầu xây dựng, anh làm 4-5 cái công trình biệt thự, em làm hết các việc nhà. Sau anh ấy lại đi cặp bồ với người ta thì lại có thai. Thôi mình bỏ qua những chuyện buồn đó đi nha. Bây giờ mình bắt đầu một cái tương lai mới, một hạnh phúc mới nha. Anh muốn tìm cho mình một nửa yêu thương như thế nào? Một nửa của em á là thấu hiểu, yêu thương, biết quan tâm gia đình, không phân biệt con cái, bởi vì là em thì cũng có con rồi. Chị mong muốn tìm một người như thế nào? Dạ, người không hút thuốc, không nhậu nhẹt, rồi yêu thương em, chia sẻ với em chung thủy, không lăng nhăng chị. Thuốc thì em có hút nhưng mà cái thuốc thì bỏ được, còn nếu mà nhậu nhẹt thì không có. Đi đám, đi sứ, tiệc vui người ta ép 2 ly là em về em ngủ, mà em có thậm chí em xỉn luôn tại chỗ. Muốn người không có lăng nhăng? Dạ không, lăng nhăng thì không có. 6 năm nay là ở một mình rồi. Người ta cũng bảo tại sao không đi lấy vợ, bạn bè anh em bảo không đi lấy vợ mà cháu nó nhỏ thì nó bám lấy mình, thì bây giờ mình đi mình bỏ con cũng không được. Con ở nhà thì cha cũng ở nhà, cha ở nhà con ở nhà. Chào chị Cát Tường. Dạ chắc một mình nuôi con là cũng vất vả lắm. Dạ, anh cũng, hả? Cũng vất vả lắm. Cái công việc của anh bây giờ, cuộc sống anh là ổn định tốt hết chưa anh? Thì cuộc sống của em thì là ổn định, vừa làm điều vừa làm cao su, cao su của nhà thì hơn 3 hectare cao su. Thế ngoài cái đó ra anh mình có cái nghề gì không anh? Dạ cũng có nghề, em làm trước kia là em lập nghiệp là từ bàn tay thợ mộc em làm lên. Dạ. Thế sau này nếu như mà hai anh chị mà đến được với nhau đó thì mình sẽ sinh sống và lập nghiệp ở đâu, như thế nào? Theo như em thì ở đâu cũng được. Thí dụ như cổ dầm làm giáo viên có ổn định ở cái khu vực chỗ của rồi thì anh có lên cái cổ có ở được không? Thì cũng được ạ. Cao su thì mình có công nhân rồi. Dạ. Em ở nhà thì cũng chỉ lo con cái thôi chứ còn dạ, cũng không có đi làm cao su. Rồi rồi. Rồi em cảm ơn anh. Rồi em hỏi để biết thêm những cái thông tin để cho hai bên dễ dàng. Coi như vậy thì anh cũng rất rất ổn định về mặt kinh tế. Em chào anh ạ. Rồi xin chào. Bây giờ mình nghe mình cảm nhận thế nào? Em thấy hoàn cảnh cũng giống của em. Anh lên đây thì rất là ổn định và nãy giờ Linh nói chuyện thì thấy tính tình rất là gọi là rất là tốt đó ha. Vấn đề chỗ hai người ở xa, thí dụ giờ anh xin cho chị về trên Bình Phước trên Bù Đăng đó dạy
được thì chị có về không? Chắc em không về quá, tại em ở đây quen rồi á. Quen ở đây với ai? Em ở đây có gần mẹ với gần chị gái á. À, dạ. Bây giờ ảnh vừa trồng cao su với điều rồi vừa đi lên đi xuống, chị chịu không? Dạ thì cũng được ạ. Là ở chung với ba mẹ hay ở riêng? Không, em có hai căn ạ. Căn em đang ở, một căn bên kia em cho thuê. Bên đây có một căn nhà có hai ba mẫu nữa. Hai bên nãy giờ về kinh tế cũng vẫn ổn định. Vấn đề chỗ còn lại là chúng ta có thể đi tới đi lui được hay không thôi. Hôm nay chị đi với ai? Dạ, em đi với chị bạn thân ở gần nhà. Em xin chào khán giả, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Thấy anh ở bên này á, thì tính cũng hiền hậu, thì cũng nhanh nhẹn ạ. Mong muốn cô với anh tìm hiểu được kết bạn với nhau ạ. Cảm ơn chị. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với cô em họ và con trai em. Dạ em chào chương trình ạ. Em chào anh Huyền Ninh với em chào chị Cát dạ, Tường. Dạ chào chị. Em chào chị. Em là em họ của anh Xuyên. Anh hiền lành lắm. Mà anh ấy sống cũng vì người khác. Mà thì em thấy chị cũng được thì thôi, xem có ấy thì hai anh chị cho nhau một cơ hội. Con trai phát biểu vài câu đi nè. Hôm nay con thấy vui không? Dạ có. Rồi bây giờ thí dụ như ba con mà kiếm cho con thêm một người mẹ khác, một người mẹ mới để chăm sóc con, lo cho con chịu không? Dạ có. Con thấy cô này như thế nào? Dạ cô cũng rất xinh đẹp, con muốn cho cô làm vợ ba con. Con muốn con làm vợ ba con hả? Cô cảm ơn cháu. Cô cũng hiền mà, cô hiền quá trời hiền à, cô vui lên. Nói chung là hai người rất hiền đó. Nào, mở rào. Cô vui lên nha, vui lên để coi cơ hội có đến với mình hay không. Cô buồn quá. Tươi lên cô. Rồi, mời hai anh chị. Món quà tặng em. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều. Em cũng có món quà em tặng anh ạ. Bây giờ thế này nè, anh đứng kế bên chị đi ha. Bây giờ chị là người quan họ Bắc Ninh, chắc chắn biết hát quan họ. Xin gửi anh và anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả bài hát quan họ Bắc Ninh có ai xui vẻ. Về là có ai xui vẻ cho em nhắn đi cho em nhủ mà bên nay a nhời về nhắn đi cùng là cùng anh hai xuống y này cũng có a xuồng thuyền là xuống thuyền suối đông là em có quán bao nhọc nhằn. Dạ thôi em xin hết ạ. Trời hát hay quá trời luôn à. Em được dạy ba hát tiếng hát giáo viên đó. Sau cái này thì em cũng xin gửi lại một bài để đáp lại bên một lửa bên nữ bên kia. Lấy anh quyết băng mây đi tìm làn môi tươi thắm như hoa mùa xuân. Em xinh em tươi, em đẹp không son phấn. Nhưng riêng anh đây không cần lên so sánh. Vì em xinh tươi hơn hoa gấm trăm ngàn lần. Em là hoàng hậu của lòng anh, người yêu hôm nay. Anh quên mất lời, anh quên mất lời. Tình duyên hôm nay sẽ là hạnh phúc mai sau. Anh ra đi, mưa nắng không sợ lòng, mưa gió không ngại ngần, chỉ có bóng anh luôn chờ đợi em. Wow, quá xuất sắc. Cặp đôi này hơi bị hợp đấy. Bây giờ hai anh chị nắm tay với nhau để cảm nhận về nhau cái nào. Đấy. Em nắm tay anh sôi nổi vụng về. Đó, mình cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em cũng rất là xinh đẹp như người mà anh mong ước. Em thấy anh như thế nào em? Anh rất đẹp trai, vừa hiền khô dễ thương lại còn đẹp trai nhất phim trường. Anh thì nghề tự do cho nên là anh chỉ lo có mỗi là con là phải đưa đón. Trường chắc xa nhỉ, cháu không tự đi học. Trường thì cách nhà là có 2 cây, học bán trú ở đó thì cứ tối về thôi, thì chủ nhật thì chỉ có chiều thứ 7 mới chủ nhật là anh được nghỉ. Em thì thứ 2 em được nghỉ cả ngày,
Thứ ba thì em dạy cả ngày. Nhưng mà đón con với đưa con hoài rồi thời gian đâu đón chị đưa chị? Thì nghĩa là thứ bảy với chủ nhật liệu có được không? Dạ cũng được. Ủa vậy rồi thứ bảy chủ nhật thì anh gửi con ở đâu để anh đi chơi với chị? Thứ bảy chủ nhật thì cháu ở nhà được. Em thì sáng thứ bảy nào phải họp hội đồng, họp chuyên môn, họp tổ khối. Thì chiều thứ bảy được nghỉ nguyên ngày chủ nhật, nguyên ngày thứ hai. Thì đó cũng ok rồi em ạ. Dạ, em thấy về điều kiện hoàn cảnh thì vậy cũng là ổn định. Và người tính cách thì cũng hiền, cũng thật thà. Mình có thể đến với nhau. Mình có thể đến với nhau do chị nói đúng không? Linh nghe không nhầm đúng không chị? Dạ. Người ơi, người ở đừng về. Người về em vẫn đi. Nay có mây khóc y thầm đôi a bên là bên vạt áo mà này cũng có a ướt đầm như mưa. Người ơi người ở đừng về. Hay quá. Bây giờ là giờ phút quan trọng nhất, chúng ta kiểm lại xem bản thân mình thật sự có rung động với đối phương hay không. Hãy suy nghĩ thật kỹ và hãy đưa ra quyết định của mình anh chị nha. 1 2 3. Bấm, bấm. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Đúng rồi. Em vẫn nghe hay nghe. Bây giờ không có nói nhiều nữa, hôn nhau ôm luôn. Hôn má đó. Con, cầm micro lên cô hỏi con vài câu. Con lên đây. Lên đây đi con. Đứng đây với cô nha. Rồi, con thấy sao? Con thấy rất là vui khi có được một người mẹ hiền. Mẹ mới. Giờ con nhìn thẳng đó, con nhìn thẳng vào đây nè, con kêu ba mẹ thử coi được không? Ba mẹ, ba mẹ. Con, cảm ơn con nha. Em họ và tên là Vũ Minh Quân, em sinh năm 1978. Em gốc người Bắc, gia đình em vào trong Bình Phước hơn 30 năm rồi. Em cũng từng có một gia đình, nhưng mà em đã đổ vỡ cách đây 9 năm. Ly hôn hả? Ly hôn. Và em có một bé gái mà 1 tuổi, bé đang ở với em. Thì em, công việc của em là bên quay phim chụp hình dịch vụ. Rồi, mình chia sẻ cái lý do làm sao mà hai vợ chồng chia tay ạ? Thì lúc đó có thể là mình, vợ anh còn trẻ quá. Và còn trẻ quá thì lúc đó còn vòng 1. Rồi thì vợ chồng cũng sức mẹ tình cảm với cái nọ, xong vợ anh bỏ đi, là anh nuôi con. Vợ bỏ đi hả? Đúng rồi. Rồi mình ly hôn sao anh? Có nghĩa vợ bỏ đi thì ly hôn. Xong mình ly hôn, mình ly hôn đơn phương mà cũng ra tòa đó rằng là bây giờ em có giấy. Theo mình thì lý do sao mà cô bỏ đi? Thì anh nghĩ là lúc đó là vợ anh còn rất là trẻ, mà hai nữa là lúc đó như là mình bồng bột quá. Và có thể lúc đó có thể là anh không tốt lắm, anh không chia sẻ với công việc với vợ con nhiều lắm. Anh lúc đó anh làm công việc gì? Anh cũng quay phim chụp hình. Ừ. Rồi đi nhiều hay làm sao anh có thể nói rõ không? Anh đi cũng rất là nhiều. Và làm, nói chung thì theo anh nghĩ là bây giờ mình cũng không biết nói làm sao, nhưng mà anh chỉ biết nói là có thể lúc đó mình không có tốt. Rồi bây giờ anh đang ở đâu ạ? Anh đang ở xã ấp 2, xã Mỹ Long, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Là mình ở nhà riêng mình hay nhà sao? Riêng em. Còn ba mẹ thì sao? À, ba mẹ ở riêng hết em. Ba mẹ ở Bình Phước hay ở quê? Cũng ở đó, ở Bình Phước em. Rồi lý do tại sao mà anh không có tìm được bạn gái mà phải tham gia chương trình ạ? Thực ra thì bây giờ như này, công việc của anh thì cũng khá là bận rộn. Mà bây giờ đi quen bạn gái hay gì đó, người ta cũng rất là cần nhiều thời gian. Mà thời gian thì anh cũng quá nhiều. Vì thế cũng nhờ chương trình tìm giùm anh, giúp anh một cô. Nhưng tìm bạn gái xong rồi anh có hẹn hò rồi giữ người ta được không? Thời gian không có. À, cái đó thì khi mà anh mà gặp được thì hai bên sẽ trao đổi, và thậm chí anh mong người ta thông cảm cho anh vì công việc của anh.
phải thông cảm cho anh vì công việc của anh. Nghĩa là thời gian anh dành được cho người ta là nhiều không? Bây giờ công việc anh sao? Thì công việc anh thì cũng... Anh làm tự do đúng không? Anh làm tự do. Rồi vậy thì sao? Ví dụ một tháng anh đi chơi được mấy lần hay là rảnh được mấy ngày? Cái đó thì anh cũng chưa hứa trước được. Nhưng mà sẽ cố gắng hết sức có thể. Không, anh phải nói đó. Em là người đi làm ai cho anh thương lượng với người ta mà nói chạy sao bây, bây giờ ví dụ anh nói em là 4 ngày đi ví dụ 4 tại vì anh tự do đâu phải công ty ép anh không làm nhưng gì công đâu. Công việc của anh ví dụ như là anh làm chung là khi anh làm dịch vụ hoặc anh làm tự do nữa nhưng mà anh cũng phải về anh đi sai anh bưng nè anh cũng nghe đi thông tin công việc của anh việc bây giờ anh sắp xếp đi để mà anh có thể hẹn hò được trong một tháng được mấy ngày nói chung thì mấy ngày anh rảnh á. Một tháng đó chưa tới nó biết là ngày anh rảnh nhưng mà anh nghĩ là thôi đó đoán khoảng chừng 4-5 buổi đi ha. Ừ. Okay. Trời ơi, có 4-5 buổi là coi như được 2 ngày trọn vẹn đúng không? 4 buổi đi là 2 ngày. Nói chung là ok, cứ ghi sao được. Ừ, cái này anh phải rõ ràng. Tại vì bây giờ mình đang tìm để mình kết hôn mà. Đâu phải hẹn hò chơi cho vui đâu. Cho nên là phải cân đông đo đếm cái thời gian nữa. Người ta sẽ, cái đó là do anh sắp xếp đó. Anh không sắp xếp được là do anh. Chứ không thể nói là công việc tôi nhiều được. Vậy thì bây giờ anh, cái cuộc hôn nhân này ở với nhau được mấy năm anh hả? Hôn nhân hả? Bây giờ với nhau bao nhiêu? 7 năm. 7 năm. Rồi, anh có điểm mạnh, điểm yếu gì ạ? Điểm mạnh của anh hả? Thực ra anh cũng rất bình thường, của anh vui vẻ, nhiệt tình. Điểm yếu. Điểm yếu thì có thể là không biết điểm mạnh. Đúng em nói hình như là đúng rồi đó. Em thì không khéo léo lắm, cũng như là không tài giỏi lắm. Là anh nói anh tin người hả? Anh tin người. Làm sao anh? Ví dụ như là mặc dù tin kiểu nào vậy? Kêu mượn tiền phải mình cả nẻ là ok có là đưa lên. Dạ anh đem bao nhiêu tiền? Tiền anh cũng gần tỷ. Không, bây giờ nè, đang ở trong người nè. Trong người tiền mặt hay tiền trong tài khoản? Tiền mặt thì khoảng chừng 10 triệu. 10 triệu hả? À. Em mượn 8 triệu thôi được không? Chắc không được. Thôi dạ? Vậy anh đâu quen em đâu. Em rồi. Làm ở đây mà. Đó, cả em với anh không liên quan đến anh. Vậy mà nói tin người. Thì tin người, ví dụ anh quen bạn bè, anh em. Những người anh biết. À, mượn đúng không? Còn không phải. Người ta khó khăn là anh giúp không? Có chứ em. Anh từng giúp như thế nào? Cái từng người giúp thì, như thằng em anh đi. Thằng Phạm Duy Linh sinh năm 1988, nó quay phim chụp hình luôn. Nó nói anh ơi, em đang cần 100 triệu để em là thổ cư. Thế em với anh. Thế rồi anh có móc 100 triệu đưa cho nó. Thế nó mua thổ cư. Mua thổ cư như đùng cái là nó đâu mua được. Nó nói một chuyện nhưng mà nó có không có mua nhưng mà thời gian nó đâu phải như mình sắp xếp thứ của bạn đang có nhưng không phải không có nhưng vô tình tiền anh kẹt lại nó và đó 100 triệu ví dụ anh có thể 100 triệu đó thì có thể là anh đi mua đất chỗ khác hay là anh làm gì đầu tư cho anh khác rồi đó thì bây giờ lỡ rồi thì thằng em mình thì anh chịu thôi sao giờ rồi mà cho nó luôn đúng không không cho đỏ chứ ngày sau nó bán đất được nó trả lại cho anh này có ai gạt tình anh chưa gạt gì em lừa tình á lừa tình hả anh nghĩ là chắc chưa. Em thấy móng tay anh để móng hay sao á? Đúng rồi, từ thanh niên đến giờ là anh thấy để... Là để móng môi anh gì? Anh thích thôi. Ngủ hả? Ngủ lắm anh ngủ. Sao mà không đi dán móng không cho đẹp? Không, móng đánh móng thì hơi nữ tính rồi. Dạ. Đây là anh ở đây tự nhiên. Rồi bên kia có để không? Không em. À, để bên trái vậy thôi. Ừ. Rồi hình mẫu anh mong muốn như thế nào ạ? Anh mong muốn là... Mô tả giùm em cái ngoại hình là cao bao nhiêu, rồi quê quán, tất cả mọi thứ nha. Anh thì xấu đẹp cũng không quan trọng cho lắm. Nhưng mà nhưng mà xấu là không chịu. Nói chung thì cũng ưa nhìn chút xíu. Dạ, ưa nhìn có hình mẫu có ai dạ, không? Thì không ạ. Ví dụ như nghệ sĩ chẳng hạn. Như em chẳng hạn thì được. Trời ơi, thấy mặt tôi đâu mà em đẹp vậy kéo dễ sợ. Chưa thấy mặt em mà em đã đòi mượn tiền anh. Đâu được, đúng không? Đúng rồi. Ok, đùa thôi. Ghê này đi ha. Thì anh nói chung ưa nhìn chút xíu cũng được. Nhưng mà người đó đầu tiên là anh cần mong muốn nhất là đạo đức. Vì anh có bé gái, cái đạo đức đầu tiên và cái trung thủy. Bé và gái đâu như tuổi? Bé gái 11 tuổi em. Và rồi anh thích là anh thì có rất là nhiều khuyết điểm. Anh cần cô đó có chút xíu thông minh để làm gì, để học thuẫn cho anh. Ví dụ như là
cho những lời khuyên hay là chỉ cho anh cách một cái gì đó nó gọi là tối ưu nhất có thể, và cũng như là nuôi dạy con cái làm sao nó khoa học và nó văn minh để cho con cái nó xem mình như là tấm gương để mai này bé bước trên đường đời không, nói chung là đạo đức tốt đó. Còn anh hy vọng là cũng bạn đó thì chưa có con là hay nhất, và người miền Tây thì hình như anh lại không hợp. Anh là người gốc Bắc, anh là người Tây anh không hợp cho lắm. Sao vậy? Anh thực ra thì ở đâu cũng có người xấu người tốt thôi, nhưng mà anh chỉ vẫn là không thích người miền Tây. Đúng rồi. Mặc dù người ta rất là dễ thương, rất là tuyệt vời, trang trời dễ thương, ăn nói nhẹ nhàng, anh biết hết. Nhưng mà anh không thích. Không phải, sorry nha, ai trong đây có ai người miền Tây thì không, không phải là miền Tây. Không, không miền Tây. Đó, người Tây rất là thật thà, dễ thương, anh đồng ý. Rất tuyệt vời, nhưng mà anh lại như thế. Nhổ ha. Không, mà cũng dễ thôi, người miền Tây cũng không thích người miền Bắc đâu, nên là cũng không có ghét được, anh yên tâm. Nhưng mà anh gốc Bắc thôi em, anh vào đây từ nhỏ rồi em, anh cũng cũng lai hết rồi. Mà người gốc Bắc, miền Tây cũng không thích. Thì anh cũng đâu có thích miền Tây đâu, được rồi. Anh nói anh không phải là không, tuyệt đối không có thích, nhưng mà có nghĩa là anh hơi không thích chút xíu vậy. Cũng thôi. Là vợ anh hồi trước là người miền Nghệ An. Nghệ An hả? Miền Trung. Rồi, anh có tài lẻ gì không anh? Tài lẻ hả? Lẽ đừng nói quay phim nha, cái gì lên sân khấu làm được, múa lửa lắc vào. Không, anh không có cái đó. Anh thì không có. Có anh... gì? Hát được không? Không. Anh không biết hát. Anh thường quay phim là anh quay cái gì? Quay phim hay là quay quảng cáo hay là quay kiểu sao? Nói chung hay là đám cưới. Quảng cáo, đám cưới, đám tiệc tùng gì, em có bất cứ sự kiện gì em cần thì có thể liên hệ với anh, có thể làm. Anh nào quay phim hay là anh làm newbie luôn rồi anh? Anh quay chị phim tiếp tục xong anh quay rồi anh edit xong anh chụp hình thì anh về anh để sai đó bơm gì đó. Đó là từ trước giờ là anh hoạt động cánh tự do hả anh? Anh trước đây lại có tiệm, lúc mà bắt đầu thanh niên anh có mở tiệm. Rồi xong lấy vợ xong thì cũng bình thường, hai vợ chồng cũng làm bình thường, chồng quay phim và chụp hình trang điểm. Vợ trang điểm luôn, đẹp quá hả? Trong cái studio được luôn rồi. Ngày xưa anh có, nhưng mà bây giờ có mình anh làm không sợ. Thì thấy được thu mình lại thì làm cái thôi. Bây giờ là thế vậy, bây giờ anh một mình anh thì anh hoạt động như thế nào? Anh làm cũng tốt, công việc cũng ổn. Không, là anh book show, người ta book show à hay là? Đúng rồi, book show. Cứ như em thì hạn không? Bây giờ, mà bây giờ mình cũng làm khá lâu rồi. Yeah. Vì thế là cũng có một số khách quen nhất định. Bây giờ người ta book show thôi. Vừa nãy là anh nói là bạn đó là cái người mà chưa có con thì càng tốt đúng không? Đúng rồi em. Nhưng mà nếu mà với tuổi anh nó tầm tuổi này kia mà bạn ấy, ví dụ cái người mà chưa có con này kia thì... Có thể là cái đổ vỡ, người đổ vỡ. Có thể đổ vỡ, người ta có gia đình rồi chẳng hạn. Nhớ đổ vỡ rồi. Nhưng hay mà là... phải có con chứ. Thì đó là đó là mong muốn của anh. Mong muốn của anh đó nhá. Đó mong muốn của anh. Thì anh cũng phải nói ra quan điểm của anh là nó muốn như thế. Đúng rồi, ok. Không đúng, anh yêu cầu vậy đúng, anh mới vào đây chứ. Còn dễ là anh ở ngoài rồi, anh ở ngoài anh tìm rồi. Ý em nói yêu cầu khó, vậy mới nhờ chương trình. Tại vì để em cố gắng nhá. Ok, ok, cảm ơn em. Rồi. Bé gái cũng khổ. Bé gái của anh. Bé gái, con của anh. Bé ở với anh. Cháu biết anh sẽ tham gia chương trình không? Không em. Rồi nếu mà đi ghi hình thì sao, anh có nói cho con biết không? Anh nghĩ anh phải nói, anh nói gia đình. Con anh ý là bé nó có vui vẻ hay là hay kêu anh đi kiếm người gì hay là như thế bé nào? Bé thì vẫn được nguyên bố là bố đi vợ đi. Dạ ok, em cảm ơn anh nhiều okay, nhé. Cảm ơn chương trình. Thì có gì thì...